đâu đây? Hết bệnh này hả? Dạ, lắm. Đó, khỏe hả? Khỏe. Qua đây làm gì? Qua đây dẫn nhà tiếp làm gì vậy? Sao hay tin hay vậy? Không, mà đứng đây nói chuyện xíu đi, nói chuyện xíu đi, hãy vô tiếp ông vợ. Dạ. Rồi đi dọn nhà tiếp mà mặc đồ này đó hả? Dạ. Đồ này đi hỗ vợ chứ dọn nhà tiếp gì? Dạ, mặc áo thì giống cứ dễ thôi mọi người. Trời ơi, bữa nay nói chuyện còn ho kìa. Mà bữa nay là mặc áo đó mà là giống cứ dễ luôn. Cứ dễ luôn. Hay tin gì? Ai cho hay tin ông vợ có mua tủ nhưng mà dọn tiếp vậy? Đã vừa bấm lên tin tức coi đó. Tin tức nào mà nhanh vậy? Vợ nhắn tin nó gì? Tấm truyền hình Atelier lên coi đó. Chắc vợ nhắn tin nó gì nè. Vô tiếp không? Dạ. Rồi cái tướng này làm được gì trời? Trời, cái tướng đi như ông già chứ rồi tiếp cái gì trời? Tướng này sao tiếp được đây nè. Được không trời? Trời ơi, có cái tướng không kìa? Có cái tướng không kìa? Được không? Vô bảo tiếp vợ. Tiếp vợ trời. Quay cái lưng lại đó. Quay từ từ. Tướng này qua làm giám đốc chứ qua kia. Đi căng căng đi. Từ từ nha. Chứ lưng lại chết đó. Chậm. Chậm thôi. Chậm. Rồi đem qua bên bà ngoại hay sao? Rồi nếu đây. Rồi sát vô. Rồi còn đủ nữa. Con cái nữa. Trời ơi, vừa mới hết bệnh qua đây cài rồi. Không, bây giờ mày biết tin gì không? Tin nó là buồn kìa. Buồn nó khóc à. Tại vui, có tủ vui rồi khóc đâu. Có tủ vui mà nó khóc. Mới hết bệnh rồi. Mới hết bệnh qua đây là mất làm ghế rồi. Tiên mừng ghê nước mắt luôn phải không? Chưa hết bệnh nói chuyện. Gắn dọn tiếp đi chút xíu mày. Giống hai chị em á. Gắn dọn tiếp bà và vợ đi nghe lộn chút xíu dẫn đi ăn lẩu dê nha. Rồi, dẹp dẹp cái cầu thang này cho nó trống đi. Cũng chưa quên cơm nữa. Ừ. Nhờ không nhớ cá nha. Rồi, hai cua nè. Cái tủ hồi nãy là nó chắc nó nhẹ hơn cái tủ này quá phải không? Tủ này nhẹ, tủ này nặng hả? Ừ, dọn tiếp mẹ coi. Chỉ đứng chỉ mẹ lên cho mẹ. Không, không vậy mới đúng hả? Còn ra ngoài luôn. Coi dọn dĩa, dọn dẹp gì tiếp kìa. Dọn tiếp hả? Rồi. Để cho đi. Lâu quá không gặp đó hả? Lâu quá. Rút điện ra đi, rút điện ra, bỏ xuống đi. Điện kìa cũng lắm, chứ để đầu mẹ đi. Thôi điện đừng có đụng vô. Sao sợ nó giật chết á? Giật chết là đi lên đường á. Rút chui ra đi. Rút cái chui cái nó ra đi chị. Chút xíu nó ra ghim lại. Rút cái chui cái mà cái đường dây ghim, cái dây đó đó. 6 giờ. Đúng rồi, rút ra đi. 6 giờ mà vợ chồng hãy mừng. Dọn ra trong giờ tối luôn. Hai chồng mừng quá, dọn trong đêm luôn. Kìa nãy là lại rút cái dây điện ra cho nấy ra kìa. Chị rút không nổi gì kìa. Rút dây điện cái đó. Tạm ơi, lộn. Hỏi ông già vợ dọn nhà cắt nhà lầu gì vậy? Hỏi em vợ có làm gì dọn dọn tủ dọn nhà gì hả? Vậy là ông già vợ. Ủa ba dọn lại chưa ta? Dọn nhà cứ vợ mày. Không mà bắt ghế. Bắn rồi. Vô anh. Ba mua tủ để cô lợp vô. Chừng. Luôn luôn. Cái đánh lộn không bụng nợ luôn. Gãy không làm gì được cho anh gãy, gãy luôn chân luôn. Kìa. Trời ơi, dọn tiếp rồi đứng đó mà chỉ huy quậy lắm. Rồi trời, trời chống tay luôn mới ghê. Ủa tao có biết chỉ huy đâu. Bắn giống như ship. Ship lộn. Ship lộn. Sáp vô. Sáp vô ngay. Sáp vô. Ê, khoan. Ồ cái miếng trên là dựng hay. Khoan miếng trên là dựng hay là treo cho nó vậy?
à, lời nghe có cột không? Kìa cá lợn, cá lợn. Ồ, nó giục dây rồi, giục dây rồi. Kìa, giờ gió lấy hai hình của Đức Thầy xuống luôn. Lấy ghế đúng không? Không, hai hình trên Đức Thầy, khỏi. Để đi, để đi. Khỏi, để đi. Rõ công chì ra. Lợn biết nó làm gì vậy? Lợn biết chỉ quy. Để nó bỏ tiếp rồi. Rồi, để vô vách đỡ đi. Có ngon, có mập đi. Chị Quy đó thấy không? Có gì mà phát ra có một. Sắp vô. Sắp vô có một. Ông giờ vợ ông là mệt đó á, nhưng mà hỏi chờ để đâu? Hỏi để đâu? À ba ơi, ba, có mở được cái này. Nó đang đầu tao nói vợ. Trời ơi. Tới sớm rồi ta. Cái xe đạp này nè, chờ dẫn nó châm đi, dẫn nó châm đi, pha nó đi ra. Phan ơi, cho xe đạp này dẫn nó châm cho. Phan, cô lợm leo lên tủ cho ba vợ kia luôn. Đi ra. Có nghe. Giọng nghe. Có xe đạp bánh xe không? Đẩy được không? Ừ, đẩy đi cho nhẹ. Ừ, trời ơi, bánh xe đẩy đi cho nhẹ. Kiên trì. Ờ, giờ cái tủ này chắc cũng tới thời vậy lắm rồi. Rồi tủ này chắc mấy chục năm rồi nãy. Rồi, rồi làm đứng chỉ huy đi làm. Đứng chỉ huy coi làm tự tới nghe. Bắp vô. Ra sắp vô đi. Rồi ra đỡ kìa. Rồi được rồi, cái tủ này đẩy được rồi, cái tủ này đẩy được rồi, lộp nó đi. Còn khoan dính dính dép, dính dép kìa. Bắp vô. Dính dính đỡ kìa. Làm chồng đứng đây sắp vô. Dạ làm chồng một tí nó kiểu quy. Lộp là cái chức chỉ huy mà. Từ từ, lộp đứng đàng hoàng nè. Rồi cho lái đẩy ra được rồi. Sắp vô. Sắp vô. Này thấy ông vợ vợ ơi từ 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 chậm chậm nha. Rồi từ từ lên nha. Rồi xong rồi xong rồi để qua một bên rồi mang dép vô đi, mang dép vô nha, mang dép vô rồi. À. Ồ oh, từ từ. Anh à, đó nhìn coi chừng cái cây. Ôi từ từ. Hôm nay hai vợ chồng vui quá, giờ mà một buổi chiều tối về dọn hai cái tủ ra ngoài luôn. Cái tủ này nó cũng banh hết trơn rồi còn gì nữa. Tủ này nó một banh chảnh cho rồi cũng phải đem ra ngoài luôn chứ sao vậy. Bây giờ nó là có hai cái tủ rồi đó. Còn tủ xong rồi. Rồi hết được rồi. Khiêng luôn đi anh Hải ơi. Hồi chưa cái lắm. À, từ từ. Rồi đẩy lõm. Khiêng không khiêng mà đẩy. Từ từ. Rồi đẩy đi tiên ra ngoài. Đi ra con. Rồi Hải gà vô. Lõm không khiêng mà đẩy trời ơi trời. Đưa chú vợ kìa. Rồi đó. Rồi đưa sát vô đó đi. Không có mơ, không quấy đâu mơ chở rồi sợ gì. Rồi đó khá còn ba vợ vô đợi đó nha. Lộm làm tiếp gì coi lộm. Trời ơi đứng chỉ huy hoài, thấy vợ làm không? Hả? Cái lam này còn cái lam này nghe, hồi lại đây nghe. Đó cô đi không bà. Tại đâu có lo ghê không? Trời con gãy té chứ. Trời con không trồng kìa. Không dùng mà ta. Lo con gãy giờ lo gặp gãy nó lo quá. Dọn hai cái tủ cái nhà chống lộn nha. Cô lộm à, lát có gì xin vợ hai tủ đem gì bẩn nha. Rồi bắt đầu lộm ơi còn có tivi nữa kìa. Bỏ tivi ra ngoài luôn. Rồi hỏi đi. Còn có cảm ơn anh hỗ trợ anh Hải nha. Trời ơi kìa, ngạc kìa. Dám thấy gì đâu không được á. Qua đây chơi hả? Qua đây chơi gì trời. Qua đây thăm ở chơi kìa, nãy không biết con gãy coi. Chơi nghe, gãy nó chơi kìa. Kiếm được gì lắm. Đó. Đủ. Đủ. Chơi ta. Chơi ta. Hỏi là vui không? Ba, con làm vui không ba? Vui. Thì ai điện kìa? Đó. Con mẹ điện cái gì kìa? Nghe coi. Nghe coi, ai vậy? Ở đâu mà. Đó. Đó, ra nhà ba vợ, tiếp tủ. Ra dọn tiếp. Dạ, phụ của đủ. Vui.
Rồi rồi rồi, nó bẩn luôn kìa. Muốn nói chuyện với ông già vợ con không? Muốn nói chuyện với ông già vợ con không? Ờ kìa, anh Xui nói chuyện với chị Xui. Rồi, nó ngủ với tôi ở đây rồi. Rồi. Ở đâu? Rồi nghe. Ở mũi đây chị. Ủa, anh Xui lên tiếng rồi đó. Ừ. Ngủ. Anh Xui. Tao Xui. Tôi xui. Mà rồi hỏi cha còn cái gì dọn tiếp không? Còn có tivi gỡ không? Nó có gì gỡ không cha? Hỏi cha cái tivi gỡ không? Gỡ luôn. Có gỡ con gỡ lại luôn. Ừ. Còn cái vách nhà nó gỡ vách luôn không? Gỡ vách luôn lắm. Làm kinh cái quạt ra được không ạ? Lắm, dọn cái quạt đó kìa vợ kìa. Dọn cái quạt đem ra được. Trời trời, nó cái vách nhà vô vợ thiệt đi trời. Dọn quạt đem ra được, nó quạt cũng cũ rồi. Rồi đem ra ngoài đi, gọn là vợ con giục bỏ nha. Rồi đem đi đi. Được chưa? Rồi dây kìa. Khoan dây. Rồi nhỏ kìa. Quấn dây lại là quan. Rồi dọn là bỏ hết. Đem mãi con hỏi con giục xuống tâm luôn nha. Đi đi, rồi vợ dùng xong. Dùng cái quạt này mà, dùng cái quạt sắt. Ừ, rồi đem nói cho vợ là có bạn, bây giờ mình nhắm lạnh luôn, không chào bạn luôn, không cần nhắm quạt nữa, còn nhắm quạt nữa, dọn nhà hỏi luôn, dọn nhà, hỏi là vợ quạt này con dọn xong luôn rồi nha, dọn cho bạn đúng không? Con sở luôn không sao mà? Con xài được lên cho tôi, mua quạt mới đó, mua quạt mới đó.